Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác yêu âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio, chuyên cung cấp phụ kiện audio chuyên nghiệp. Và trong hôm nay thì em có lên cho anh em và các bác vài cái mẫu dây ba lăng này. Đấy, nhiều anh em gọi là dây ba lăng. Đây, đây là ba lăng đây. Đấy, và dây cả bông sen nữa. Đấy, bông sen này nó sẽ là bông sen khóa gen thế này. Đấy thì anh em và các bác thì nhiều anh em và các bác chưa có khi chưa được tiếp xúc với những cái dây hoa sen thế này. Đấy thì thường anh em hay tiếp xúc vào những cái dây hoa sen thường thôi, em sẽ lấy cho anh em nhìn. Đấy, và hoa sen thường là sao? Hoa sen thường là những cái hoa sen nó thường là như này thì là nó chỉ việc anh em chỉ việc mua về và cắm thôi. Đấy, mua về và cắm thôi thì nó sẽ rất đơn giản đúng không ạ? Và cái hoa sen này tại sao em bảo là nó đặc biệt hơn một chút, nó là dòng AV khóa gen carbon em bảo nhá. Và cái đầu hoa hoa sen này nó là hoa sen khóa gen, được chưa ạ? Nếu mà anh em để nguyên như này thì anh em hầu như là sẽ không cắm được. Đấy, em sẽ cắm thử cho anh em nhìn này. Đấy, hầu như là sẽ không vào được. Và anh em phải nới ra. Đấy, nới ra. Đấy, đây là khóa gen mà. Khóa gen thì nó sẽ có ưu nhược điểm. Đấy, ưu điểm là nó sẽ cực kỳ chắc chắn. Và nhược điểm của nó thì chỉ là anh em không biết cắm mà ví dụ anh em để như này và khóa vào mà rút ra. Đấy, mà rút ra thì là nó sẽ lôi luôn cả cái cục cái đầu hoa sen này của anh em ra luôn. Nếu mà để này mà rút ra là sẽ lôi cả cái này ra luôn. Đấy, nhược điểm của nó là quá chắc chắn anh em ạ. Đấy, và cái con này thì hôm nay sẽ lên cho anh em khá là nhiều mẫu như vậy. Đấy, hầu như hôm nay em sẽ lên cho anh em khá là nhiều mẫu như vậy. Đấy, thì hôm nay là có hàng của Anh Quốc này, hàng bãi của Anh này, hàng bãi của Mỹ này và hàng bãi của Đức. Đấy, thì hôm nay là em có lên cho anh em. Và anh em nào mà đang sử dụng những cái đầu CD hay là những cái đầu DAC cao cấp hay là từ những con nâng tiếng, những con vang vang mà sử dụng những đầu hoa sen, đầu Canon mà cần cao cấp, đấy, đồ của anh em vài chục triệu, vài trăm triệu mà anh em chơi những cái dây mà nó kém chất lượng thì chắc chắn là cái âm thanh của anh em ra nó sẽ không được chuẩn, không được ổn. Đấy, và rất nhiều anh em và các bác thì cần những cái dây xịn. Đấy thì hôm nay cũng muốn lên cho anh em vài cái mẫu dây tầm trung thôi, tầm khá. Đấy, gọi là tầm khá. Đây là một cái dây của quét quét của Anh Quốc. Đấy. Đây, dây này thì nó tới 3 lớp chống nhiễu, nếu mà anh em nào mà nghe nó bị ù, bị rè thì anh em cải thiện cho em những cái dây tín hiệu. Đấy, chắc chắn là lỗi là do dây tín hiệu của anh em nó chưa được chuẩn. Đấy, và cái trên tay em đang là một cái dây của quét bạn Anh Quốc và đầu là đầu rắc carbon nhá, đầu đực cái này. Nhiều anh em trong Nam hay gọi là đầu ba lăng đấy ạ. Đấy, rất phù hợp để anh em chơi mixer cao cấp. Dây này cũng rất là xịn. Đây, được chia âm dương này. Và dây trên tay em thì có mức giá là 850.000 đồng. Đấy. Còn đầu AV thì nó sẽ rẻ hơn. Đầu AV thì nhiều anh em hay gọi là đầu hoa sen hay là đầu bông sen, đầu RCA đấy ạ. Đấy thì nó vừa nãy em nói qua rồi đấy. Nó là đầu khóa gen, đầu rắc carbon khóa gen. Đấy, đến lúc nào nó cũng như mới như này luôn anh em ạ. Đấy, dùng không bao giờ bị cũ nhá. Đấy, dây quét này thì nó sẽ thiên về cái dải cao nhiều hơn, nó là lõi đồng mạ bạc. Đấy, và ba lớp chống nhiễu tiếp xúc cực kỳ tốt, cải thiện dải cao trung âm cực kỳ ổn định luôn. Đấy, và cặp AV này thì có mức giá là 700.000 đồng cho một cặp em nhé, 700.000 đồng cho một cặp dài 1 mét. Anh em nào cần dài 2 mét hay 3 mét thì em đều có thể làm được cho anh em. Đấy, tiếp theo đến là dây của Đức đi. Đấy, hôm nay thì có 3 mẫu tất cả thôi, lên lần lượt cho anh em và bác. Đây. Kể cả anh em nào muốn đầu đực da V hay là cái da V này, đây anh em nhìn nhìn da V này, đấy là anh em cần từ vang xuống âm ly cũng được hay là từ vang xuống đẩy, anh em cần những cái dây nó phải DIY thì anh em nên cứ liên hệ trực tiếp với em nhé. Đấy, đây là dây của WBT được chưa? WBT này, đấy audio cáp, em sẽ lấy cho anh em nhìn cái nét chữ và nó có cả chiều luôn này. Đấy, chiều ra chiều vào âm ly Make in Germany anh em nhá. Trên dây nó sẽ in luôn cả chữ bản hãng ở đây luôn. Và hãng này là hãng WBT Audio. Đấy, chuyên sản xuất thiết bị audio chuyên nghiệp. Và nó là, con này thì sẽ thiên về cái dải bass nhiều hơn. Thì lõi của nó là lõi đồng tơ. Đấy, thiên về bass và cái dải trung âm của nó cũng cực kỳ mượt luôn. Đó. Đấy, như một cặp mà cái da V thế này thì bên em đang bán với mức giá là 750.000 đồng cho một cặp. Có anh em nào muốn hai đầu Canon đực cái của WBT. Đấy, đây. Đực cái nó sẽ như thế này. Đây.
Đấy, hai đầu được cái này thì có mức giá là 800.000 đồng anh bác nhá. 800.000 đồng cho một cặp thế này. Đấy, một đầu đực, một đầu cái, đầu carbon luôn, được chưa ạ? Anh em cắm cái dây này thì quá, cắm cái rắc này thì quá là xịn rồi. Đây anh em nhìn từ cái đầu rắc này, nó mới này. Đấy, tuy là đầu bãi nhưng mà còn như mới anh bác nhá. Anh em nhìn dùng này. Đấy. Đấy, tất cả về anh em cứ nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán cho em. Cứ đúng hàng anh em quảng cáo anh em thanh toán. WBT Audio Gamani. Còn dây vừa xong em quay cho anh em là dây quét. Nó có cũng có chữ luôn, có chiều luôn chứ không phải là không có. Đây, anh em nhìn. Dây quét nó có chiều luôn này. Nhìn nó hơi khó một chút vì nó màu trắng. Đấy và nó cũng có tên hãng ở trên này luôn, anh em về cứ kiểm tra. Đấy, có chữ luôn chứ không phải là không có. Và cái dây em bảo giá nốt cái dây AV hoa sen đấy. Đây, dây AV của nó đây. Đấy thì là một cặp của nó thì có mức giá là 700.000 đồng em bác nhá. 700.000 đồng. Đấy sẽ rẻ hơn, dây AV nó sẽ rẻ hơn dây Canon nhiều. Đấy. Đây, hai sợi thế này thì có mức giá là 700.000 đồng. Đấy, dây bãi của Đức em bác nhá. Gamani WBT Audio Cap đó. Và tiếp theo đến dòng cuối cùng là dòng Mỹ. Đấy. Cái dây WBT này thì nó sẽ thiên về cái giải bass cho anh em, và cái dây quét nó sẽ thiên về cái giải cao, giải trung, lời ca sĩ nó sẽ sáng hơn nhiều. Và anh em là muốn lấy thêm giải bass thì anh em lấy cho em dây WBT. Còn tiếp theo là anh em nào mà muốn chi tiết cả ba giải, muốn nâng lên cả ba giải thì anh em lấy cái dây của Mỹ này cho em. WBT của Mỹ. Đó. Đầu tiên là một cặp AV đi. AV. Đấy. Đây. Dây này là dây của Macintosh em bác nhá. Đấy, dây của Macintosh. Dây này thì cũng khá là nhiều anh em tin tưởng và sử dụng rồi. Hãng Macintosh này thì nó sản xuất cả âm ly này. Đấy, cả âm ly, cả dây loa, tất tần tật về audio nó đều hãng này người ta đều sản xuất hết. Và dây này thì nó cũng có chiều này. Đấy, make in, đây. Made in USA, anh em thể nhìn. Đây, em sẽ quay chi tiết cho anh em. Made in USA và hãng này là hãng Macintosh. Intercontinental Cap nhá, speaker này, Make in USA này, có chiều dao chiều và âm ly. Và một cặp đắp một cặp AV của Macintosh thì có mức giá là 800.000 đồng cho một cặp. Chưa? Chi tiết cả ba giải. Anh em nào muốn lên cả bass, lên cả trung, lên cả chép thì anh em chơi dây này cho em. Nhá. Đó. 800.000 đồng cho một cặp AV. Đây, và cặp Canon này thì của nó thì có mức giá là 950.000 đồng cho một cặp, được chưa? 950.000 đồng cho một cặp dây Canon, nhiều anh em gọi là dây ba lăng. Macintosh của Mỹ có mức giá là 950. Đó, anh em nào cần dài hơn, anh em mà kể cả anh em nào cần Canon cái ra AV hay là Canon đực ra AV dài 1 mét rưỡi, 2 mét, 3 mét, cái một trong ba cái mẫu này thì bên em đều có thể đáp ứng được cái nhu cầu. Đấy. Anh em nào quan tâm đến cái mẫu sản phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ở ngay trên màn hình nhé. Đấy, mình nhận audio và kèm theo số điện thoại. Cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.